Em à, xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là ba cái cặp loa bass 16 anh em ha. Cái loa này thì anh em mình có thể về làm loa bass để mà nghe nhạc ha, hoặc là anh em mình chế mấy cái loa xách tai karaoke cũng rất hay. Và đặc biệt anh em mình có thể làm loa trung ha, làm loa trung cho những cái cặp loa bass 30, 40 đầu thì cực kỳ là phê luôn. Tiếng lời của nó rất là tốt anh em. Và em sẽ test cho anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc nha. Chưa có thùng mà bác đã ra như thế này rồi anh em ha, và tiếng lời cực tốt luôn. Thì cái loa này anh em mình về làm loa trung karaoke thì cực kỳ là phê luôn nha. Anh em có thể nghe được cái tiếng trung của nó rất là ngọt ngào và sáng tiếng anh em ha. Loa này là loa đường kính là 16 nha. Dòng này là em mua được hàng tồn kho anh em nha, hàng thanh lý tồn kho đó. Thì cái dòng này là bên mấy anh Tây, mấy anh Độ âm thanh xe hơi anh em. Thì loa xe hơi thì anh em mình biết rồi ha, mua mới thì nó cực kỳ là cao luôn. Nhưng mà ở đây thì em sưu tầm được hàng tồn kho cho nên là giá nó cũng rất là bình dân anh em nha. Giá chỉ có 1 triệu tư một cặp thôi ha, 1,4 triệu một cặp thôi. Chuyến này thì có 3 cặp anh em nha. Đó là hàng này là hàng cũ cực kỳ là phê luôn anh em, nhìn cái củ lo này ha. Nó chuyến này chỉ có 3 cặp là hết hàng anh em ha. Xương của nó là xương gan đúc nha, nhìn cực kỳ là gấu và đẹp luôn ha. Vì là hàng tồn kho cho nên là người ta không có dán mác anh em nha, cho nên là không có biết hiệu anh em, nhưng mà tiếng nó cực kỳ hay trong tầm tiền luôn ha. Thì anh em mình có thể xem đây, thì cái này là do bảo quản kho lâu ngày á thì cái đít nó cũng hơi có bị đốm đốm chút xíu ha. Còn về xương lo thì đẹp anh em nha, xương lo màng lo đầu là đẹp và lo nguyên zin 100% ha. Hiện 1,4 triệu cặp thì trong tầm tiền em nghe cảm giác nó là rất là hay anh em mà ha. Những cái cặp trung trên thị trường ha, trung Nhật trung Mỹ đâu giá tầm 1,5 triệu 1,8 triệu đâu là không qua được cái cặp này đâu anh em ha. Cặp này giá là chỉ có 1,4 triệu cặp thôi. Anh em nào mà mình chơi thì mình alo cho em nha. Đó, có 3 cặp ha. Cái này về anh em mình có thể làm loa box sale để nghe nhạc cũng rất là phê nè. Bass đánh rất là khỏe anh em. Dòng này bass đánh thì nó rất là gọn tiếng nha. Nó gọn tiếng. Và tiếng trung thì cực kỳ là sáng và ngọt tiếng luôn. Anh em mình có thể làm loa trung karaoke với lại những cái cặp loa 3 tấc 4 tấc ha. Hoặc là anh em mình đóng thùng làm loa trở lời gì cũng được anh em. Loa này rất là dễ chơi nha. Anh em mình chơi kiểu gì cũng được hết ha. Rồi 1,4 triệu một đôi, có 3 đôi nha. Anh em mình có nhu cầu thì alo sớm cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và clip em xin được kết thúc tại đây nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha.